cảnh, người bệnh thấp kinh niên, đau mình phát sốt, mặt vàng và suyễn, nhức đầu nghẹt mũi mà bứt rứt khó chịu, mạch đại, tự nó có thể ăn uống, trong bụng hòa, trong bụng không bệnh gì, tại trong đầu có hàn thấp nên làm nghẹt mũi, nhét thuốc vào lỗ mũi thì khỏi. Vư tại kinh, hàn thấp ở trên thì thanh dương bị uất, mình đau, đầu nhức, mũi nghẹt là thấp ở trên nhiều quá, phát sốt, mặt vàng, bứt rứt, suyễn là dương uất ở trên, mạch đại, tức là muốn nói không phải mạch trầm tĩ. Trong bụng hòa, không có bệnh, tức muốn nói không có tiểu tiện, bất thông mà đại tiện thì lại dễ chịu. Đó là trong bụng, không có bệnh, mà bệnh tại đầu, thầy trị, nên chỉ trị đầu mà chớ phạm vào bụng của người ta. Nhét thuốc vào trong lỗ mũi là dùng những thứ như qua để tán, khiến nước vàng chảy ra thì hàn thấp đi mà hết bệnh, khỏi cần uống thuốc vô bụng, làm bụng lại bất hòa nữa. Trọng cảnh, người bệnh thấp kinh niên, mình đau khó chịu, có thể cho uống ma hoàng gia truật thang để cho ra mồ hôi, hãy cẩn thận, đừng dùng lửa mà tấn công nó. Vư tại kinh, mình đau khó chịu, đó là thấp kiêm hàn, mà ở biểu, dùng ma hoàng thang để làm tán hàn, dùng bạch tuật để trừ thấp. Dụ thị, dụ ra ngôn đời minh nói, ma hoàng gặp tuật thì tuy làm ra mồ hôi, nhưng không đến nỗi ra nhiều, còn tuật gặp ma hoàng thì cùng có khả năng hành thấp ở biểu và lý, không thể dùng lửa tấn công là sự thấp hợp với nhiệt, mà lại làm gia tăng sự phát nhiệt. Ma hoàng gia tuật thang, ma hoàng bỏ mắc 3 lượng, quế chi 2 lượng, cam thảo nướng 1 lượng, bạch tuật 4 lượng, hạnh nhân bỏ vỏ đầu nhọn 70 hạt. Trên là 5 vị, lấy 9 thăng nước, trước nấu ma hoàng giảm 2 thăng, hớt bỏ bọt ở trên, cho các thuốc vào, nấu lấy 2 thăng rưỡi, lọc bỏ bã, uống ấm 8 cáp, trùm để ra mồ hôi hơi hơi. Trọng cảnh, người bệnh đau cả người, phát nhiệt, cứ sau trưa thì làm nặng, tên gọi là phong thấp, bệnh này do trong lúc mồ hôi ra mà đứng trước gió, hoặc do bị tổn thương lâu ngày mà dùng đồ lạnh, có thể cho uống ma hoàng hạnh nhân ý dĩ cam thảo thang. Vư tại kinh, đây cũng là phép tán hàn trừ thấp. Trừ thấp, bệnh làm nặng, không nhất định câu nệ là phổi và dương minh, chỉ căn cứ thấp không có đến đi, mà phong thì có phát tác, có ngưng nghỉ, nên nói tên gọi là phong thấp, nhưng tuy nói phong nhưng hàn cũng có ở trong đó. Xem đoạn văn dưới, lúc ra mồ hôi đứng trước gió lại nói bị tổn thương lâu ngày dùng độ lạnh thì biết, vì bệnh kinh nếu không do phong thì không thành, còn bệnh thấp tí thì nếu không có hàn thì không phát tác được. Do đó, dùng ma hoàng để tán hàn, ý dĩ, trừ thấp, hạnh nhân, lợi khí, dùng để hỗ trợ cho việc làm thông và bài tiết, cam thảo bổ trung, ma hoàng hạnh nhân ý dĩ cam thảo thang, ma hoàng 1/2 lượng, hạnh nhân bỏ vỏ, ngọn 10 hạt, ý dĩ 1/2 lượng, cam thảo nướng 1 lượng, những vị trên chặt nhỏ như hạt mẹ đậu, mỗi lần uống 4 chỉ, 1 chén rưỡi nước, sắc còn 8 phân lọc bỏ bã, uống ấm, để ra mồ hôi hơi hơi, tránh gió, trọng cảnh, phong thấp, mạch phù, thân nặng, nề mồ hôi ra, sợ gió, phòng hỉ huỳnh kỳ thang mà chữa. Vư tại kinh, phong thấp tại biểu, phép chữa phải giải bằng đường mồ hôi. Đằng này, mồ hôi không được dùng thuốc để cho nó ra, mà nó tự ra, biểu vẫn chưa giải mà đã hư rồi, không thể dùng phép giải bằng mồ hôi. Do đó, không dùng ma hoàng làm ra mồ hôi để đuổi tà ngoài da lông, dùng phong kỷ khu trừ nó ở trong cơ phu,
sau khi uống thuốc có cảm giác như trùng bò trong da và lạnh như băng từ eo lưng sáp xuống. Đó là dấu hiệu của thấp đi xuống. Nhưng nếu không phải là kỳ tuật cam thảo, cái gì có thể khiến vệ dương phục chấn mà đuổi thấp đi xuống được? Phong kỳ huỳnh kỳ thang, phong kỳ một lượng, cam thảo nướng 1/2 lượng, bạch tuật 7 chỉ rưỡi, huỳnh kỳ một lượng 1 phân. Những vị tên chặt bằng hột đậu, mỗi lần lấy thìa múc 5 chỉ, cộng với 4 lát gừng sống, 1 quả đại táo, nước nửa chén, sắc còn 8 phân, lọc bỏ bã uống ấm. Người xuyễn thêm ma hoàng nửa lượng, trong dạ dày không hòa, thêm thược dược 3 phân, khí sung lên, thêm quế chi 3 phân. Ở dưới có lạnh, lâu ngày, thêm tế tân 3 phân, sau khi uống sẽ có cảm giác như con sâu bò trong da, từ eo lưng trở xuống, lạnh như giá rồi. Ngồi trùm đồ lên, lại thấy một bộ đồ quấn dưới eo lưng cho ấm mồ hôi, ra hơi hơi thì khỏi bệnh. Trọng cảnh, thương hàn 8-9 ngày phong thấp công phạt nhau, mình đau khó chịu, không thể tự chuyển xoay, không ói, không khát, mạch phù hư mà sáp sắc dùng quế chi phụ tử thang mà chữa. Nếu đi cầu phân đừng cứng, đi đại tự thông, bỏ quế chi thêm bạch tuật, vư tại kinh, mình đau khó chịu, không thể tự xoay chuyển, đấy là tà ở biểu, không ói, không khát, là trong lý không có nhiệt, mạch phù hư mà sáp, thì biết phong thấp còn ở ngoài mà vệ dương bất chính. Do đó dùng quế chi thang bỏ thược dược chua, có tính nhu liễm, thêm phụ tử cay, ấm để phấn chấn dương khí mà chống âm tà. Nếu đi cầu cứng, đi đái tự thông thì biết cái dương ở biểu tuy yếu, nhưng cái khí ở lý còn ổn định, thì cái thấp ở trong da tự nó có thể chạy vào lý và ra theo đường tiểu, khỏi cần phải phát biểu nữa để làm nguy cái dương suy nhược lâu ngày. Do đó phương trước bỏ quý chi cay có tính làm tan khí, mà thêm bạch tuật đằng rào hợp với đại lực của phù tử mà vận hành mạnh để nó cùng chạy vào trong da mà trục thủy khí, đó cũng là phép nhân cái thế của nó mà dẫn nó đi và làm cho nó thông lợi. Quế chi phụ tử thang, quế chi 4 lượng, phụ tử nướng bỏ vỏ đập 8 miếng 3 miếng, sinh khương sắc ra 3 lượng, cam thảo nướng 2 lượng, đại táo trẻ ra 12 trái. 5 vị trên lấy 5 thang nước, nấu lấy 2 thang, lọc bỏ bã, chia làm 3 lần uống ấm. Bạch phụ tử thang, bạch tuật 1 lượng, phụ tử nướng bỏ vỏ 1 lượng, cam thảo nướng 2 lượng, sinh khương 1 lượng rưỡi, đại táo 6 quả. 5 vị trên dùng 3 thang nước, nấu lấy 1 thang, lọc bỏ bã, chia ra 3 lần uống ấm. Uống lần thứ nhất cảm giác thấy tê tê hơn nửa ngày sau, uống lần thứ hai, uống lần thứ ba là lần chót. Người ấy ở trạng thái như say sẩm, chớ lấy làm lạ, đó là tuật phụ chạy ở trong da, trục thủy khí chưa được bài trừ mà làm ra trạng thái đó.